Hello cả nhà, mình đang đứng ở ngay chỗ cái vườn nho của mình nè. Mọi người thấy trái đây nhiều không? Rất là nhiều trái luôn. Này này, quay gần gần ngay cho mọi người thấy. Nó chết con. Đây rất là nhiều trái luôn. Đây, chúng em chùm to cò to. Ở đây cũng có một chùm to cò to. Thấy được không ta? Đây, một chùm nữa này. Rất là nhiều trái luôn. Thì nói chung là cái vườn hoa nho của anh á thì bên trồng được một cây nè. Nhưng mà quanh muốn là cho nó bò hết vàng luôn, cho nên là quanh đã cắt nhánh đó, cái mình dâm cành ra những cây con. Thì để quanh quay lại cái cách mà quanh dâm cành cho mọi người xem nha. Đây là những cái nhánh nho mà mùa đông là nó rụng hết lá rồi đó cả nhà. Nè, mình chuẩn bị một cái chậu đất và những cái nhánh nho thì mình sẽ cắt ra. Đó, mình sẽ cắt một đoạn khoảng chừng 2 gang tay. Mình cắt cái phần mắt này và cái phần mắt như này. Đó, thì những nhánh hoa khô đó, mình cắt thì mình cắt ra thì nó sẽ có nhánh nho khô thì nó vẫn còn xanh nha mọi người. Nhìn nó vậy chứ nó chưa có chết. Đó, mình sẽ cắm cái nhánh mình dùng cái chậu nhắm sâu xuống nha mọi người. Tại vì cái phần ở dưới đất là cái phần nó sẽ ra rễ á. Không sao xưa. Đó, vậy đó mình làm cái chậu cao càng tốt. Sau đó thì mình sẽ tưới nước nó, mình giữ ẩm nó trong suốt mùa đông. Thì mùa xuân á thì bắt đầu những cái nắp này nó sẽ u lên và nó sẽ ra lá. Chào tất cả các bạn, đây là cây nho mà Quanh đã cắm chắc cũng được hơn 3 tháng rồi. Khoảng 2 tháng mấy rồi đó. Thì Quanh cắt vào lúc đầu mùa đông gì đó. Nói chung là hôm nay là đã xuân rồi, Quanh cũng không nhớ là Quanh cắt lúc nào. Nhưng mà lúc đó là cây nho là không còn miếng lá nào á. Đây, thì bây giờ là bắt đầu nó ra tược rồi nha mọi người. Thì mọi người có thể cắm nhiều cây vô một chậu, hoặc là một cây một chậu. Nhưng mà Quanh cắm nhiều cây vô một chậu, cây nào nó mọc đó thì Quanh lấy nó ra thôi. Cái này là nó cái tược ra rồi đó. Đây là update cái cây nho quanh chiếc một cái chậu riêng để cho cái rễ nó phát triển đó. Thì từ lúc nó mọc mầm ra tới nó dài bao nhiêu đây thì cũng khoảng hơn một tuần mấy hả mọi người. Khi mà nó mọc mầm thì nó dài nhanh lắm. Cây nho đẹp chưa? Cây này thì mình có thể đem trồng rồi đó. Mình có thể đem đi trồng rồi đó mọi người. Đó. Đây hôm nay cái cây nho của anh dâm á, này nó cao vậy rồi nè mọi người. Đó. Cái này không biết bao lâu rồi mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà khi mà mình chiết ra mình dâm á thì đây này mình có một cây khác. Đó. Thì cái mình sẽ thấy cái rễ đây. Cái rễ đây là chắc ăn là nó đã mọc rễ rồi. Thì mình chỉ cần việc mình đem mình trồng thôi. Đó, cái rễ nè, mọi người thấy nó rễ nó mọc ra không? Đó, thì thấy dâm cũng dễ mọi người ha. Vậy thì mình chỉ cần trồng xuống thôi. Cái cây này nó cao hơn nè. Trồng xuống rồi cái mình buộc vô cái cây cho nó bò lên vàng. Sau đó thì những cái tược nhỏ nhỏ nó đâm ra như vậy nè cả nhà. Những cái tược nhỏ nó đâm ra ha. Mình đừng có để nó, mình lật bỏ nó đi. Đặng cho nó chỉ tập trung vào cái nhánh chính, đặng nó bò lên thôi. Hy vọng cái chia sẻ của anh có thể giúp mọi người tự chiết cái cây nho ở nhà. Mình không cần phải mua cây, mình chỉ cần mua cây thôi là mình chiết cho mình trồng được rồi. Hy vọng mọi người thích video này nha. Đó, đây là cái cây nho mà anh đã trồng xuống đã hơn được một tuần, gần 2 tuần. Đó, thì lúc trước là trời nó cũng còn hơi lạnh lạnh. Và chỉ là chỗ này nó hơi khuất nữa, cho nên là cây nho nó phát triển hơi chậm. Nhưng mà bây giờ là anh thấy nó vươn rồi đó. Khi mà mọi người thấy cái lóng nè, cái thống nó dài chưa. Đó, thì đoạn đầu video anh coi cây này nè. Đó. Đây nó lớn rồi đó. Thì coi như là mình đã thành công rồi đó nha. Đó. Thì cái cây mẹ của nó trên này nè. Đây là cây nho mẹ nè. Trái rất là nhiều luôn. Trái rất là nhiều luôn mọi người ha. Thì xong chưa?
No chairs. No chairs, okay. Hello. Okay. Đừng có đụng vô nghe chưa. Hy vọng chia sẻ của Oanh hữu ích cho mọi người. Nếu mọi người thấy hữu ích thì mọi người hãy nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ Oanh để Oanh làm những cái video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.